Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, trong số những người lên Jerusalem thờ phượng Thiên Chúa, có mấy người Hy Lạp. Họ đến gặp ông Philip-phê, người Bethsaida, miền Galilê, và xin rằng: Thưa ông, chúng tôi muốn được gặp ông Giê-xu. Ông Philip-phê đi nói với ông An-rê. Ông An-rê cùng với ông Philip-phê đến thưa với Đức Giê-xu. Đức Giê-xu trả lời: Đã đến giờ con người được tôn vinh. Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi thì nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu chết đi nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ Thầy thì hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha Thầy sẽ quý trọng người ấy. Bây giờ tâm hồn Thầy xao xuyến, Thầy biết nói gì đây? Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Lạy Cha, xin tôn vinh danh Cha. Bấy giờ có tiếng từ trời vọng xuống: Ta đã tôn vinh danh Ta, Ta sẽ còn tôn vinh nữa. Dân chúng đứng ở đó nghe vậy liền nói: Đó là tiếng sấm. Người khác lại bảo: Tiếng một thiên thần nói với ông ta đấy. Đức Giê-xu đáp: Tiếng ấy đã vọng xuống không phải vì tôi mà vì các người. Giờ đây đang diễn ra cuộc phán xét thế gian này. Giờ đây thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngoài. Phần tôi, một khi được dương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi. Đức Giê-xu nói thế để ám chỉ người sẽ phải chết cách nào. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, thiếu nhi chúng con rất thân mến, cha nhìn thấy có đứa đã chuẩn bị ngủ rồi đúng không? À, cha thấy thiếu nhi đông quá, cha phải nói mấy câu về thiếu nhi nhé. À, bây giờ cha hỏi này, tỉnh ngủ lên, nghe, mở mắt ra này. Tháng vừa qua, em nào đã đi rước Đức Mẹ giơ tay cho cha xem. À, hơi bị nhiều, cha đếm không xuể. Rồi, một tràng hoa tay cho chúng con. Giỏi lắm. Bây giờ đi rước Đức Mẹ rồi đúng không? Cha đố chúng con biết ảnh Đức Mẹ hằng cứu giúp có cái gì lạ lạ. Đố chúng con biết có cái gì không? Tuần vừa rồi hát, à tháng vừa rồi hát nhìn lên ảnh mẹ đúng không? Thấy có gì lạ không? Có gì không? Có cái gì? Ai nói thật to cho cha nghe cái nào? Cha gợi ý nhá. Thiếu nhi có nhìn thấy cái dép của Chúa Giêsu không? Làm sao? Nó làm sao? Nó sắp rơi ra đúng không? Thế thiếu nhi có mắc lại đôi dép cho Chúa không?
Có, rồi giỏi, một tràng hoa tay. Ai đã xách dép cho Chúa Giêsu giơ tay xem nào. Có người chưa nhìn thấy dép của Chúa Giêsu đâu nha. À, đợt này á, sau hôm nay về để ý cái dép của Chúa Giêsu rơi ra. Ai mà xách dép cho Chúa Giêsu á là làm sao? Gần gần giống ông Gioan rồi đấy. Tại vì ông Gioan ông nói là sao? Có người đến sau tôi không đáng xách dép cho người. Thấy chưa? Thiếu nhi mà xách dép cho Chúa Giêsu là ngon đấy, thấy không? Về để ý ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp xem cái dép của Chúa Giêsu sắp rơi ra đấy nha. Bây giờ cha hỏi câu này khó hơn này. Tại sao Chúa Giêsu lại rơi dép? Thiếu nhi biết không? Tại sao? À, chưa biết đúng không? Rồi, chưa biết thì cha. Chúa Giêsu là sợ quái ạ. Con thưa cha, vì Chúa Giêsu sợ quái ạ. À, Chúa Giêsu sợ quá, một tràng pháo tay cho con, giỏi lắm. À, Chúa Giêsu sợ cái gì? Sợ cái gì? Sợ gì? Ai biết? Chúa Giêsu sợ cái gì nào? À, rồi. Bây giờ chúng con để ý này, ảnh Đức Mẹ có hai bên có gì nhỉ? Thiên thần, đúng rồi, một tràng pháo tay, giỏi lắm. À, thiếu nhi của cha xứ rất giỏi. Một thiên thần có tên là gì? Mi-ca-e. Đọc theo cha, Mi-ca-e, 1, 2. Đúng rồi, một tràng pháo tay, giỏi lắm. Một thiên thần kia có tên là Gabriel. Gabriel, đọc theo cha, Gabriel. Một tràng pháo tay nữa, giỏi lắm. Một thiên thần thì vác một cây thập giá và một thiên thần thì vác một cái xiêm nhọn hoắt. Thấy không? Cho nên là Chúa Giêsu nhìn thấy thì Chúa Giêsu làm sao? Sợ quá. Sợ làm sao? Rời dép. Thấy chưa? Hiểu không? À, tại sao Chúa Giêsu lại sợ? Là bởi vì Chúa Giêsu sẽ phải chết, bị đóng, người ta đóng đinh Chúa vào cây thập giá. Còn cái xiêm nhọn nhọn á, sọc vào cạnh sườn này, trúng quả tim, máu chảy ra, chết luôn. Thấy chưa? Còn một cái gậy nữa, ở trên đầu nó có cái tròn tròn giống như quả đấm ấy. Nó là cái cục bông. Cục bông đấy người ta thấm vào cái gì? Thấm vào cái gì? Người ta lấy bông đấy người ta thấm vào cái gì? Giấm chua à? Không phải đâu. Nó thấm vào nước của cái cây rất là độc, để cho Chúa Giêsu uống cho làm sao? Mau chết. Ấy, thấy chưa? Cho nên là Chúa Giêsu phải chịu chết rất là tất tưởi, rất là thê lương, rất là đau khổ, và Chúa Giêsu sợ. Bài tin mừng ngày hôm nay nói đến chuyện đấy đấy nha. Bây giờ thiếu nhi chỉ biết đấy thôi, nhưng mà nay mai các cha sẽ đến từng nhà một, tặng cho mỗi nhà một ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, và có Chúa Giêsu bế à có Đức và Đức Mẹ bế Chúa Giêsu. Chúng con để ý bức ảnh ấy xem à, hôm nay cha nói đấy nha. Thiếu nhi chỉ cần như thế thôi là được rồi. Bây giờ thiếu nhi muốn ngủ thì ngủ đi. À, để cha nói chuyện với lại à, các bậc phụ huynh, ông bà, cha mẹ nhé. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, bài tin mừng ngày hôm nay nói đến chuyện Chúa Giêsu nói: bây giờ tâm hồn thầy xao xuyến, thầy biết nói gì đây? Xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Anh chị em thân mến, như tôi vừa mới nói một chút về Chúa Giêsu bị rơi dép, chính là Chúa Giêsu đang sợ
cái cuộc tử hình mà con người mang đến cho Chúa Giêsu. Và bài tin mừng ngày hôm nay nói đến lúc mà Chúa Giêsu đang đau khổ, tâm bây giờ tâm hồn thầy xao xuyến, thầy biết nói gì đây. Và khi Chúa Giêsu đang nói như thế thì từ trên trời cao có tiếng nói: ta đã tôn vinh danh ta, ta sẽ còn tôn vinh nữa. Dân chúng ở đó thì nghĩ đó là tiếng sấm, họ không hiểu, thấy không? Rồi có người thì bảo tiếng của thiên thần. Nhưng mà Chúa Giêsu thì hiểu hết, cho nên Chúa Giêsu mới nói rằng tiếng ấy đã vọng xuống không phải là vì tôi mà là vì các người. Giờ đây đang diễn ra cuộc phán xét, giờ đây thủ lãnh thế gian sắp bị tống ra ngoài. Phần tôi, một khi được dương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã được dương cao rồi. Chúa Giêsu được dương cao, nếu mà nói về hữu hình thì chúng ta hiểu là Chúa Giêsu được bị đóng đinh trên cây thập giá, dương cao lên khỏi mặt đất. Nhưng mà về vô hình hay là về đức tin của chúng ta thì chúng ta nên biết là Chúa Giêsu đã sống lại, đã về trời, đã dương cao lên khỏi mặt đất này để kéo tất cả mọi người chúng ta lên. Tất cả những ai tin vào Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại thì chúng ta sẽ được chết với Chúa Giêsu, sẽ được sống lại với Chúa Giêsu, sẽ được về trời với Chúa Giêsu. Nếu chúng ta tin vào Chúa Giêsu, chúng ta rước mình Thánh Chúa, chúng ta ăn mình và máu Chúa vào lòng chúng ta, thì thịt của Chúa thành thịt của mình, máu của Chúa thành máu của mình. Chúa ở đâu, mình sẽ ở đó với Chúa. Câu sướng của trước phúc âm hôm nay nói đến chuyện đấy đấy. Ai phục vụ ta thì hãy theo ta. Chúa kêu gọi tất cả chúng ta hãy theo Chúa. Kẻ phục vụ ta thì sẽ, tôi đọc chị thật, ai phục vụ thầy hãy theo thầy, và thầy ở đâu, kẻ phục vụ thầy cũng sẽ ở đó. Cho nên Chúa kêu gọi tất cả anh chị em chúng ta hôm nay hãy phục vụ Chúa, thì Chúa ở đâu chúng ta sẽ ở đó với Chúa. Tất cả chúng ta là những người đang tin vào Chúa, chúng ta mới có mặt ở trong nhà thờ này. Nhưng mà để tin vào Chúa, thưa anh chị em, sẽ phải đi vào một cái con đường, mà con đường đấy Chúa Giêsu gọi là con đường hẹp. Con đường hẹp thì bao giờ cũng khó đi hơn cái con đường lớn. Nhưng mà cái con đường hẹp mà Chúa dẫn chúng ta tới, con đường đó mới là con đường đạt tới nước trời. Và chính vì thế cho nên Chúa mới nói nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi thì nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu chết đi nó mới sinh được nhiều hạt khác. Anh chị em ở Thái Bình, anh chị em nổi tiếng, tôi từ bé tôi nổi tiếng và tôi rất thích cái bài hát của Thái Bình, 5 tấn khóc. Có ai còn nhớ không? Chắc nhớ đúng không? Thái Bình là nổi tiếng 5 tấn thóc. Nhưng mà bây giờ người ta không dám hát đâu. Bởi vì sao? Chúng mình làm được 5 tấn thì người ta làm được 35 tấn. Thấy chưa? 5 tấn 1 hecta đúng không? Nhưng mà bây giờ 1 hecta người ta trồng lúa được 35 tấn. Nếu anh chị em làm 5 tấn thóc 1 hecta thì anh chị em phải đếm mỗi một hạt, mỗi một cây lúa phải ra ít nhất là 180 hạt.
nhiều nhất là 250 hạt thì mới đạt được 5 tấn thóc 1 hecta. Còn thế giới này người ta trồng, tôi không biết, mà người ta đạt được 35 tấn 1 hecta cơ. Thấy chưa? Thôi, không nói đến chuyện đấy. Chúng ta chỉ ngẫm một câu thôi. Đó là Chúa nói với chúng ta điều gì? Nếu hạt lúa gieo xuống đất mà không thối đi thì sẽ trơ trọi một mình, nhưng nếu thối đi sẽ sinh nhiều bông hạt. Chúng ta thì đang nghĩ, cả tôi vừa xong nói với anh chị em là chúng ta đang nghĩ về vật chất là cái hạt lúa thôi. Còn ở đây Chúa Giêsu muốn nói về chuyện gì? Thưa, Chúa Giêsu muốn nói về hạt giống tin mừng, chính là Chúa Giêsu, đấng từ trời đã vâng lời Chúa Cha xuống trần gian này, chết đi để sinh nhiều bông hạt. Và Chúa Giêsu trở thành tin mừng cho cả thế giới này. Và cả thế giới này ai tin vào Chúa Giêsu thì sẽ được sống lại với Ngài. Ai không tin thì chính mình nhận án chết. Chúa Giêsu đã xuống trần gian vì yêu thương chúng ta. Còn Chúa Cha thì muốn Chúa Giêsu xuống trần gian này để cứu chúng ta. Mỗi một linh hồn của anh chị em, của tôi cũng như anh chị em rất quý, quý hơn hết tất cả các thứ ở trên trần gian này. Cho nên Đức Chúa Cha đã chấp nhận hy sinh con một của Chúa là Chúa Giêsu xuống trần gian để chết cho chúng ta được sống. Không dại gì mà Chúa hy sinh con một của mình đâu. Anh chị em bây giờ có dám hy sinh không? Không đâu. Thế mà Chúa Cha dám hy sinh con một của Ngài là Chúa Giêsu xuống để cứu lấy từng linh hồn của mỗi người chúng ta. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Chúa không đòi gì hết. Chúa đòi chúng ta là tin vào Ngài mà thôi. Vậy chúng ta có tin không? Ai chúng ta cũng nói là tin, nhưng mà đức tin của chúng ta đến đâu rồi? Chúng ta không đo được. Có khi chúng ta có đạo cách đây vài chục năm, có khi chúng ta có đạo từ đợt thời cha ông chúng ta cách đây cả trăm năm, vài trăm năm. Nhưng mà đức tin của ông cha chúng ta rồi đến chúng ta ngày hôm nay, bây giờ như thế nào rồi? Đức tin là phải nuôi sống, chứ đức tin không phải là di truyền, không phải là bố truyền cho con. Không. Đức tin khi bố tin, con tin, cháu tin, vân vân, mỗi một người đều phải nuôi dưỡng đức tin, hay là phải vun trồng đức tin nó với Chúa, cho đức tin nó ngày một lớn lên và ngày một phát triển thì mới được. Xưa kia là cha ông chúng ta là chỉ giữ đạo, còn bây giờ là phải sống đạo. Sống đạo là thế nào? Nếu bây giờ mình không đi lễ, không đi nhà thờ thì mình đang chả sống tí nào. Và nếu mà chúng ta đi lễ, đi nhà thờ, học giáo lý, vân vân, tất cả những sinh hoạt mà để nuôi dưỡng đức tin của mình thì ít nhất đấy cũng gọi là sống đạo. Mà mình phải tham gia thì mới được. Nếu không tham gia thì không, coi như là đức tin không có việc làm. Mà đức tin không có việc làm thì như Thánh Giacôbê Tông Đồ nói là đức tin không có việc làm là đức tin chết. Và vì thế cho nên chúng ta phải vun sới đức tin. Vun sới bằng cách nào? Tôi chuyển sang một ý khác. Đó là cha xứ ở đây đã xin được đoàn đại phúc về giáo xứ chúng ta để bắt đầu một tuần đại phúc là từ hôm nay. Chiều ngày hôm nay chúng ta đã khai mạc tuần đại phúc, và cả tuần này là cả một tuần chúng ta sẽ phải vun sới cái cây đức tin của chúng ta.
chúng ta sẽ phải vun sới cái cây đức tin của mỗi người chúng ta, và mỗi người đều phải vun sới, chứ không phải người khác vun sới hộ. Rất quan trọng. Chúng tôi đến đây thì không phải chúng tôi vun sới cho anh chị em đâu. Chúng tôi chỉ đi theo Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Cách ngay một tháng thì Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đến từng nhà. Để làm gì? Để chính Đức Mẹ là cái người đến để vun sới cây đức tin của từng gia đình anh chị em. Anh chị em ở Thái Bình là một quê hương trồng lúa, anh chị em biết thôi, anh chị em biết rồi. Công cấy là công bỏ, mà công làm cỏ mới là công ăn. Nếu chúng ta chỉ rửa tội rồi chúng ta bỏ đạo, chúng ta không bao giờ quan tâm gì đến chuyện đạo nghĩa, thì có cấy nhưng mà không làm cỏ. Còn nếu chúng ta hình dung như là làm cỏ lúa đấy, thì chúng ta phải nuôi dưỡng đức tin, phải sống đạo. Nếu chúng ta không sống đạo thì đức tin dần dần mai một. Chỉ cần gặp một biến cố gì đó là bỏ đạo. Có nhiều người đã bỏ đạo như thế. Tôi gặp một người ở trên họ đạo của tôi ở trên Bắc Cạn. Ngày xưa không biết ở trên có cả cha Hạnh ở đây này. Ngày xưa là ông ấy ở trên Cao Bằng. Năm 1979 Trung Quốc đánh Việt Nam, ông ấy chạy về Bắc Cạn, trèo lên trên núi sống và lấy vợ, vân vân. Nhưng mà sau đó thì ông ấy bỏ đạo không bao giờ gì hết. Đến lúc có các cha đến, cả tôi cũng đến, biết là ông ấy ngày xưa có theo đạo, vận động ông ấy trở lại đạo để tiếp tục sống đạo. Nhưng mà ông ấy nói là thôi, để đến lúc nào con sắp chết thì con sẽ trở lại. Đến lúc chỉ có 1-2 năm sau thôi, đùng một cái các cha đi về giáo phận Tịnh Tâm, không có cha nào ở xứ. Thế là hôm ấy ông ấy cấp cứu đi về bệnh viện. Cấp cứu đi về bệnh viện thì lúc đó cấm khẩu không nói được nữa. Tất cả các đứa con đều là không cho theo đạo. Thành ra chả đứa nào biết đạo như thế nào. Lúc đó ông ấy bắt đầu cứ khua khoắng, mấy đứa con nó không hiểu gì cả. Bắt đầu nó mới gọi điện cho người nhà ở đâu, rồi người nhà mới gọi điện cho các cha để các cha lại đi Tĩnh Tâm. Bảo không biết bây giờ bố làm sao ấy, cứ khua khoắng, suốt ngày cứ khua khoắng. Thế thì cái người nhà đi lên mới thấy không phải là khua khoắng, mà lúc ý muốn ăn năn sám hối, muốn trở lại và cứ làm dấu suốt ngày mà mọi người không biết. Những người bên lương thì cứ bảo là đấy là ông ý khua khoắng, rồi cuối cùng cũng không gặp cha, cha cũng chẳng sức dầu được, thế là cuối cùng chết. Anh chị em thân mến, Chúa cho mình có cơ hội được gặp thời cơ hay là gặp lúc thuận tiện mà mình không chớp lấy thời cơ, coi chừng thời cơ đi qua mất. Anh chị em làm ăn, anh chị em cũng biết rồi, nếu thời cơ mà đến thì mình không làm thì cái thời cơ đấy lúc đấy đi mất, mình cũng không còn thời cơ để mà làm ăn. Đấy là nói chuyện về vật chất, còn thế là huống hồ là về phần linh hồn. Đây là thời thuận tiện, đây là ngày cứu độ. Đại phúc đến với giáo xứ chúng ta cũng vậy, đây là thời thuận tiện, đây là ngày cứu độ. Hãy quay về, trở về với Chúa đi, không có cái cơ hội nào khác đâu. Anh chị em thân mến, đại phúc thì không phải là luôn luôn có. 50 năm mới có một lần thôi. Anh chị em mà dự đại phúc một lần này thì 50 năm sau mới có. Và 50 năm sau thì tôi cũng amen, anh chị em cũng khôi người amen, không còn ở đây nữa đâu. Cho nên đây là cơ hội. Trăm năm trước không có, trăm năm sau không biết có hay không. Đời thì sắc sắc không không, không gặp được Chúa thì công dã tràng.
Chúng tôi đến đây, chúng tôi cùng với anh chị em, cùng với tất cả giáo xứ cầu khấn xin Chúa đổ ơn xuống cái giáo xứ này. Nhưng nếu anh chị em không nhận, chúng tôi cũng thua, đi về thôi. Thứ bảy là chúng tôi đi về, chịu. Nếu anh chị em nhận thì anh chị em sẽ được. Còn anh chị em chỉ bảo cha ơi khấn hộ con đi, cha không phải là shipper để mang ơn đến, đưa cho nhà này, đưa cho nhà kia, đúng không? Anh chị em coi như là shipper thì không phải. Chúng tôi khấn xin Chúa để ban ơn xuống cho giáo xứ này thì chúng ta phải cộng tác với ơn Chúa để chúng ta lãnh nhận thì mới thành công. Lãnh nhận bằng cách nào? Ví dụ chúng ta kêu Chúa ơi mưa đi, mưa đi, mưa đi, Chúa mưa, nhưng mà chúng ta cứ ngồi trong nhà không làm gì cả, có nước mà uống không? Không. Nếu chúng ta muốn có nước uống, chúng ta phải mang cái xô, mang cái chậu ra sân cái cửa hưng, có mới có nước chứ. Mình cứ ngồi trong nhà mình bảo Chúa mưa đi, Chúa còn mưa ngập cả bậc nhà thờ kia, mình chẳng có nước mà uống. Tại vì mình không cộng tác với Chúa. Nhưng mà nếu như bây giờ mà mình mang chậu, mang xô ra sân mình hứng, mà chậu xô nhà mình nó bẩn, có dùng được không? Không. Thành ra là chúng mình lại phải rửa chậu, rửa xô cho sạch đi. Rửa bằng cách nào? Ý tôi muốn nói là gì? Chúng ta phải sám hối, phải trở về với Chúa, phải lo xưng tội rước lễ thì mới lãnh được ơn. Còn nếu bây giờ Chúa ban ơn cho chúng ta mà chúng ta lại đầy tội lỗi, chúng ta, cái con người của chúng ta chưa có xứng đáng lãnh thì lãnh cũng không được, không dùng được. Cho nên cả tuần này các cha sẽ đến ở với anh chị em, đến từng nhà anh chị em, vun sới cây đức tin của anh chị em, vun sới cây đức tin của gia đình anh chị em. Các cha sẽ ở đây giải tội cho anh chị em để làm cho giáo xứ của chúng ta sạch tội để ơn Chúa xuống. Nhất là những người lâu nay đã bỏ Chúa, có khi có những người 5 năm, có người 10 năm, có người 20 năm mà không có cơ hội để trở lại với Chúa. Và mỗi lần mình đi nhà thờ là mình chỉ sợ người này dòm ngó, sợ người kia vân vân. Thì đây là cơ hội, đây là thời thuận tiện, đây là ngày cứu độ, đây là cơ hội Chúa cho chúng ta. Hãy mau mau trở về với Chúa, may ra còn kịp. Hãy sám hối và tin vào tin mừng, Chúa sẽ cứu anh chị em, Chúa sẽ cứu tất cả chúng ta. Và nếu trong gia đình chúng ta mà có một người lâu năm chưa xưng tội, mà đợt này mà xưng tội thì cả gia đình nhà mình, không phải là chỉ mỗi gia đình nhà mình mừng đâu, có khi chúng mình chỉ mổ con gà ăn mừng là bố mình hôm nay đã xưng tội. Không, tất cả thì triều thần thiên quốc sẽ vui mừng. Cho nên anh chị em thân mến, tuần này chính Đức Mẹ đến tận nhà anh chị em, và Đức Mẹ sẽ ôm Chúa Giêsu đến tặng cho gia đình anh chị em một đại phúc. Đại phúc gì? Tặng cho gia đình anh chị em một Chúa Giêsu, là Đức Mẹ sẽ ôm đến tặng cho từng nhà, bởi vì Chúa Giêsu là quả phúc để tặng cho gia đình chúng ta. Chúng ta phải cảm ơn Chúa, phải cảm ơn Đức Mẹ, phải cảm ơn Cha Xứ, cảm ơn hết mọi người, cầu nguyện, và tất cả chúng ta phải đồng tâm nhất trí cầu nguyện và quyết tâm làm bằng được để cho giáo xứ chúng ta trong cái tuần này là không còn ai là người không sám hối, thì chắc chắn sẽ có sự lạ. Có khi có sự lạ mà mình không hiểu, giống như dân ở trong bài tin mừng hôm nay, Chúa nói câu gì đấy lại bảo đấy là tiếng sấm. Tôi cầu chúc cho giáo xứ Thanh Minh có một tuần đại phúc sốt sắng và thánh thiện, và tất cả các gia đình cũng như tất cả mọi người anh chị em, không trừ ai, được lãnh phúc mà Thiên Chúa muốn tặng ban trong dịp đại phúc này.